chó con mông cộc. Hôm nay 4 con cộc tịt vàng và còn 2 con dài đuôi đực. Con cái thì đã lên tai. Đực này thì tai bênh này. Đực kia tai cũng bênh. Đó. Đực này tai cũng bênh này. Còn nâu đỏ này thì nó nghịch. Đánh nhau chí chóe cả với bọn còn lại rụng hết lông. Rụng hết lông tai. Thằng gầy còm này nó bị nấm. Thằng đấy thì lại là thằng giữ lại không bán. Thằng bán là thằng cọc tịt đây. Bên cạnh này này. Thằng này tai bênh rồi. Con cái thì tai dựng rồi. Cái vàng nhạt, đực vàng sẫm. À, đánh nhau đấy. Thôi đi Loki. Hai em có đuôi thì tai cũng bắt đầu hơi bênh rồi. Đây này em cái này. Dáng dấp đâu ra đấy rồi. Đây này em đực. Đực thì tai chưa dựng, mới bênh thôi. Mới bênh gốc. Nắng lên là phải thả. Thì nó sẽ lên. Trong vòng một tuần nó lên. Cái này giờ tăng ăn lên. Khỏi nấm rồi đấy. Thằng này một mẹ đẻ một con này. Tự nhiên lại bị nấm. Chả hiểu là nó là nấm cái kiểu gì. Giờ mới khỏi, gầy quá. Thằng đực đỏ này thì rất là nhanh. Nhưng mà nghịch. Muốn làm đại ca của cả đàn. Đó. Đánh nhau. Tất cả mọi thể loại, không chừa con nào cả. Dụng lông lung tung cả. Rồi một tuần sau quay lại bọn này. Cho nó béo tốt hơn. Hai em dài đuôi này thì bắt trong nhà thì tuyệt vời này. Em này, này lớn lên là sẽ có bờm này. À. Rất là quấn người luôn. Rồi. Thôi không có nhảy nhót rồi là đánh nhau đấy. Em cái này. Em được cọc tịt này. Em này cũng đẹp. Được cọc tịt này có khi giữ lại nuôi, gầy lên. Chân cẳng người ngợp quá đẹp luôn, mặt cũng đẹp. Tai bắt đầu bênh rồi. Tai này là tai sẽ ấy này, tam giác. Tam giác đều này, gốc tai nó to to. Ok, quay cho mọi người ngắm mấy con cọc một tí. Thằng này hơi gầy, hơi xấu hổ này. Hơi gầy.
Thôi kệ rồi, cho nó chơi tí đi.